Chào các bạn, hôm nay Gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu hai chiếc điện điện của hãng Medisana. Chúng ta sẽ có cỡ nhỏ và cỡ king size là cỡ lớn dành cho hai người. Về tính năng thì giống hệt nhau thôi, chỉ khác nhau về kích thước. Cả hai chiếc đệm này các bạn đều có thể giặt được này. Có thể điều chỉnh nhiệt độ với 4 mức và sẽ tự động tắt sau 180 phút. Đầu tiên đó là chiếc đệm size nhỏ HU674 có kích cỡ là 1,5m nhân với cả 80cm đóng gói thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn đi kèm khá là nhiều và Medicana này là thương hiệu rất nổi tiếng của Đức chuyên về những cái đồ dùng gia đình và đồ sản phẩm y tế chăm sóc sức khỏe đấy ạ đây là bộ phận điều khiển chúng ta sử dụng điện 220V và có bốn cái mức nhiệt không là tắt nhé và bốn này là cao nhất chúng ta sẽ cắm điện và đệm sẽ được sưởi ấm đây là tem sản phẩm các bạn có thể cắt hiện được Đệm này cũng rất hay Nó có cả cái đai này để cho Chúng ta gài xuống dưới cái đệm đang dùng Cho nó đỡ bị bung lên Tức là nẹp cố định lại Cái này phù hợp cho một người làm thôi Kích cỡ chiều dài là 150cm Và chiều rộng là 80cm Có một bộ sinh nhiệt công suất là 100W đây chúng tôi sẽ thử giải để các bạn hình dung ra được cái kích cỡ Thì cái phần nhiệt nó sẽ được phân bố đều Nhờ các cái sợi sinh nhiệt ở trong cái đệm này Chúng ta chỉ phải cắm điện và sử dụng thôi Đây là cái đai cố định Tiếp theo chúng sẽ tìm hiểu chiếc đệm to hơn để cho hai người Kích cỡ là king size đấy Tính năng thì giống hệt Nó có mã là HU676 kích cỡ là chiều dài là 150 cm và chiều rộng là 160 cm rộng gấp đôi. Vì rộng gấp đôi nên nó có hai phần sinh nhiệt độc lập nhau. Các bạn sẽ cắm điện hai cái này vào và điều chỉnh tương tự như chúng ta vừa sử dụng cái điện đơn. Và bây giờ tôi cũng giải ra để các bạn thấy được bề rộng của nó. Nó rộng gấp đôi cái điện đơn. Và gấp đôi nên mọi thứ cũng đều gấp đôi, ví dụ công suất là 200W Cái này bạn có thể tháo ra để đi giặt được Lưu ý là chỉ giặt ở nhiệt độ là dưới 30 độ C Đây chúng ta giải phẳng ra Chiều rộng là 160cm Cái này các bạn sẽ cắm điện Còn đây là chiếc điểm đơn Nhỏ một nửa để tìm hiểu kỹ hơn về các loại điện điện của Medisana, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.